là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các chủng virus cúm A như H1N1, H5N1, H3N2, H7N9 gây ra. Khả năng lây lan của bệnh rất nhanh nên hiện nay số ca mắc cúm A đang tăng nhanh trở lại. Trong đó, nhiều người có tình trạng nặng, thậm chí phải nhập viện. Hãy cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, giải mã những hiểu lầm phổ biến về bệnh cúm A để nắm thêm những thông tin chính xác về cách phòng và điều trị căn bệnh này. Cúm không phải là một dạng cảm lạnh. Cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và gây ra bởi virus cúm type A, type B và type C. Trong đó, type A thì thường gây nên các vụ đại dịch lớn, type B thì thường gây nên các vụ dịch mang tính khu vực và type C thì thường gây các vụ dịch mang tính tàn phát. Virus cúm sẽ đào thải trong giai đoạn 1 đến 2 ngày trước khi khởi phát bệnh và 3 đến 5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Như vậy là những người mà không có triệu chứng thì vẫn có thể đang trong giai đoạn ủ bệnh và vẫn có nguy cơ lây lan bệnh cho người khác và vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng tránh, hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Thuốc Tamiflu khi được sử dụng phải do chỉ định của bác sĩ. Đây là thuốc kháng virus, cho nên ngoài tác dụng điều trị bệnh, nó sẽ có một số tác dụng phụ không mong muốn. Việc tích trữ thuốc Tamiflu là không cần thiết, nó sẽ gây khan hiếm thuốc, gây tăng giá thuốc và những người bệnh nặng cần điều trị thì lại không thể mua thuốc. Và đồng thời việc lạm dụng Tamiflu sẽ gây ra cái kháng thuốc trong cộng đồng và sẽ gây rất khó khăn trong quá trình điều trị bệnh cúm. Vitamin C thì sẽ hỗ trợ cho hệ miễn dịch của cơ thể, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng vitamin C như thế nào, qua đường ăn uống hoặc qua đường thuốc, với những cái liều thật là hiệu quả và an toàn thì bắt buộc sẽ phải có sự tham vấn chuyên môn của các cán bộ y tế. Mọi người đều có khả năng nhiễm cúm, trong đó có thể nhiễm cúm mùa hoặc nhiễm cúm độc lực cao. Với những người có sức khỏe tốt có thể nhiễm cúm ở thể nhẹ, những triệu chứng lâm sàng thoáng qua, bệnh có thể tự khỏi không để lại biến chứng. Nhưng những người này lại là nguồn lây cho những người khác trong gia đình hoặc trong cộng đồng, đặc biệt là với những đối tượng nguy cơ cao như là trẻ em, người già, người mắc bệnh lý nền và phụ nữ có thai. Vì vậy, mọi người nên tiêm phòng cúm. Vaccine cúm mùa rất an toàn và có thể được chỉ định tiêm cho trẻ em từ trên 6 tháng tuổi và người lớn, trong đó có phụ nữ có thai. Ngoài việc tiêm phòng vaccine thì vẫn cần có những cái biện pháp hỗ trợ khác như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay, kiểm soát môi trường và kiểm soát dịch cúm gia cầm. Như vậy thì song song với việc tiêm phòng vaccine, chúng ta vẫn tiếp tục có những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo tiêm phòng cúm hiệu quả. Với những triệu chứng thông thường của cúm A như là sốt cao, đau đầu, đau mỏi người, viêm long đường hô hấp như là ho này, hắt hơi, sổ mũi thì cái đấy mình hoàn toàn có thể tự điều trị và theo dõi tại nhà. Với những cái triệu chứng sốt cao đột ngột kéo dài, uống thuốc không đỡ, những cái triệu chứng như đau đầu, dữ dội, mệt mỏi, đau bụng thì bắt buộc chúng ta phải nên đi khám tại các cơ sở y tế, có thể làm những cái test cúm để chúng ta phát hiện, phân lập chính xác cái chủng virus cúm. Có như vậy thì bác sĩ mới sẽ có những cái tư vấn và chỉ định điều trị được kịp thời.